Dạ, em xin chào thầy và các bạn ạ. Dạ, em tên là Đỗ Nguyễn Trường An và sau đây em xin Em show cái màn hình lên, với lại là cái mic của em nó sao có cái độ ồn ồn gì á. Dạ, thầy để em một xíu ạ. Dạ alo, thầy đã nghe rõ chưa ạ? Ok, được, đỡ hơn rồi ra nè. Dạ. Và sau đây em xin trình bày về tam giác truyền thông và marketing dịch vụ. Thì lý thuyết về tam giác truyền thông và marketing dịch vụ xuất hiện ở Bắc Âu vào những năm 1970 và sau đó mới lan rộng đến các nước khác của châu Âu. Nó được phát triển bởi học giả người Phần Lan là ông Christian Rønne Roth. Và hình dưới đây chính là tam giác truyền thông và marketing dịch vụ. Thì tam giác thì gồm có ba thành phần then chốt, đó là doanh nghiệp, khách hàng và người cung cấp dịch vụ, hay còn được gọi là tài nguyên, và ba chức năng marketing phân biệt, đó là marketing tương tác, marketing bên ngoài và marketing nội bộ. Tất cả thì được mô hình hóa thành một tam giác như ở trên. Thì doanh nghiệp thì được hiểu là những nhân viên thuộc bộ phận marketing và bán hàng, được gọi là những nhà tiếp thị toàn thời gian, nhưng mà họ không có đại diện cho tất cả những nhà tiếp thị và người bán hàng của cả doanh nghiệp. Thái độ và hành vi của họ có ảnh hưởng mang tính quyết định lên sự hài lòng, cảm nhận về chất lượng, hành vi mua tương lai và chuyển biến của khách hàng. Và khách hàng thì bao gồm những khách hàng cá nhân, hộ gia đình và tổ chức. Họ thích được cư xử trên nền tảng cá nhân. Và về nguyên tắc thì không có khách hàng nào là vô danh đối với doanh nghiệp cả. Và lý thuyết này còn cho rằng có nhất bốn loại tài nguyên thường được dùng để chăm sóc khách hàng, đó là nhân lực, kỹ thuật, kiến thức và thời gian. Trong đó nhân lực chỉ đến đa số những người liên quan có ảnh hưởng lên sự cảm nhận về chất lượng chung và sự hài lòng của khách hàng. Những loại tài nguyên khác cũng có sự ảnh hưởng nên chúng cũng rất quan trọng trong khía cạnh marketing. Loại marketing này được gọi là marketing tương tác trong cơ sở lý thuyết marketing dịch vụ. Nói tóm lại thì những cái gì đã hứa và những lời hứa đó sẽ được thực hiện như thế nào chính là những điều mà cần được phải giải quyết một cách rõ ràng trong marketing. Nói đến một chút về ba chức năng marketing phân biệt thì marketing nội bộ chính là điều kiện tiên quyết cho marketing bên ngoài và marketing tương tác. Marketing nội bộ thì có thể đạt được là thông qua nơi làm việc hấp dẫn và hào hứng, cùng với đó là truyền thông nội bộ tốt. Thì marketing bên nội bộ thì là những gì mà ban quản trị phải phát triển từ trên xuống để nhân viên có động lực và quan tâm đến khách hàng tốt hơn. Nó chỉ đến tất cả những hoạt động có kế hoạch và không có kế hoạch mà doanh nghiệp sẽ tiến hành đào tạo, động viên và khen thưởng sao cho nhân viên có khả năng và mong muốn được thực hiện những lời hứa mà chức năng marketing bên ngoài đã truyền đạt đến khách hàng. Tức là doanh nghiệp đã truyền đạt đến khách hàng làm sao thì nhân viên sẽ thực hiện đúng theo như vậy. Và phần tiếp theo, qua đi Hương ơi. Và phần tiếp theo đó là truyền thông marketing tích hợp dịch vụ, hay còn gọi là IMC, tiếng Anh là Interest Marketing Communication. Thì theo nhà marketing nổi tiếng là ông Philip Kotler, IMC là khái niệm về sự hoạch định truyền thông nhằm xác định giá trị gia tăng của một kế hoạch tổng hợp, đánh giá vai trò chiến lược của các thành phần khác nhau trong truyền thông như là quảng cáo, khuyến mãi, PR, bán hàng cá nhân, marketing trực tiếp và sự kết hợp các thành phần này để tạo ra một sự truyền thông rõ ràng, đều đặn và đạt được hiệu quả tối đa. Chúng ta có thể hiểu đơn giản truyền thông tích hợp dịch vụ là một chiến lược tích hợp cẩn thận tất cả các yếu tố bên ngoài và bên trong của các kênh giao tiếp để trình bày một thông điệp nhất quán đến cho khách hàng. Nó là sự phối hợp giữa nhân viên bán hàng và dịch vụ, ấn phẩm in ấn, internet và các hình thức giao tiếp hữu hình khác. Và để điều này thực hiện được trong dịch vụ thì phải cần có các yếu tố như là hoạt động quảng cáo, khả năng bán hàng, các cuộc gặp gỡ với nhân viên, dịch vụ và các nội dung hữu hình khác, internet và website, quan hệ công chúng, định giá, đảm bảo dịch vụ và truyền đạt khách hàng.
chúng ta sẽ lấy ví dụ về truyền thông marketing tích hợp dịch vụ, đó là chiến lược Domino Anywhere của nhà hàng pizza số 1 thế giới tên là Domino. Đó là khi mà bạn thèm ăn pizza và bạn muốn ăn ngay lập tức, bạn sẽ không muốn phải chờ đợi từng bước như là từ đặt hàng, nhập thông tin thanh toán và cập nhật địa chỉ hiện tại của bạn, và sau đó kiên nhẫn chờ đợi người giao hàng cho tới cho mình, tương tự như cách mà người Việt Nam mình hay đặt đồ ăn trên Grab Food vậy đó. Và chiến dịch Anywhere của Domino này đã giải quyết đầy đủ vấn đề này bằng cách là họ tạo ra một hệ thống đặt hàng hợp lý có thể được hoàn thành thông qua hết mọi nền tảng. Khách hàng có thể sử dụng các phương tiện như là Twitter, tin nhắn văn bản, đồng hồ thông minh hoặc là TV thông minh để nhận được đặt hàng của mình. Không chỉ vậy, các hồ sơ pizza được thiết lập sẵn của Domino đã lưu được đơn đặt hàng của người tiêu dùng. Kết quả là chiến dịch đã thu hút hơn 2 triệu lượt hiển thị trên các phương tiện truyền thông và xã hội, và nó được giới thiệu trên nhiều chương trình trò chuyện của người nổi tiếng. Nó cũng làm gia tăng đáng kể số lượng đơn đặt hàng pizza được thực hiện thông qua các nền tảng thiết bị kỹ thuật số. Ở phần tiếp theo em xin dừng lại cho bạn Dương Thái Bình ạ. Dạ, xin chào thầy và các bạn. Thì mình là Bình đến từ nhóm N. Mình xin được phép tiếp tục phần trình bày. Dạ, mọi người có nghe rõ em nói không ạ? Nghe rồi đó bạn. Thì trên slide là sơ đồ về 5 cách tiếp cận chính để vượt qua các kênh thông tin dịch vụ. Thì đây chính là sơ đồ 14.2 trang 424 trong giáo trình mà mình với các bạn trong nhóm đã dịch ra. Thì chúng ta có thể thấy trong sơ đồ là sẽ có 5 cách tiếp cận chính. Đầu tiên chính là phương pháp tiếp cận tính vô hình của dịch vụ. Tiếp đến là quản lý các lời hứa dịch vụ, quản lý về kỳ vọng của khách hàng, giáo dục khách hàng và cuối cùng là truyền thông tiếp thị nội bộ. Thì mục tiêu của 5 cách tiếp cận này đó chính là đem lại chất lượng dịch vụ phải tốt hơn hoặc ít nhất là bằng với lời hứa, sự kỳ vọng của khách hàng. Thì bây giờ mọi người cùng với Bình tìm hiểu kỹ hơn từng bước về tại sao phải tiếp cận những bước đó trong sơ đồ nhé. Thì đầu tiên là tính vô hình của dịch vụ. Tính vô hình của dịch vụ được đề cập đến thực tế hay nhiều dịch vụ thiếu các thuộc tính vật lý và do đó người tiêu dùng không thể đánh giá được giá trị mà họ có thể được sử dụng dịch vụ. Chính vì vậy nên là tính vô hình này nó sẽ tạo ra sự thách thức đối với nhà quản trị, những nhà marketing. Và bản chất nó vô hình của các dịch vụ sẽ tạo ra những vấn đề cho người tiêu dùng cả trước và sau khi mua hàng. Hay dễ hiểu hơn nó thì Benguery Mitchell đã mô tả những khó khăn liên quan đến tính vô hình bằng cách chia nó thành 5 thuộc tính như trên slide, đó là đầu tiên đó là sự tồn tại không thực tế. Thì hàm ý là việc hiển thị dịch vụ rất là khó, nếu không muốn nói là không thể. Thì ở đây có một ví dụ giống như là khi mình chơi trò chơi điện tử thì nó như là một dịch vụ vô hình mình được trải nghiệm, nhưng mà thực tế thì trò chơi đó nó không có hiện hữu, nó không có thật. Thứ hai là tính trừu tượng, thì có nghĩa là các lợi ích dịch vụ như là an ninh tài chính, niềm vui và sức khỏe không tương ứng trực tiếp với các đối tượng khiến chúng có hình dung và dễ hiểu. Cái thứ ba là tính tổng quát, mình có thể hiểu đơn giản là sự mô tả về dịch vụ. Và như các bạn cũng biết là khi mô tả dịch vụ thì doanh nghiệp nào cũng có những lời hứa và được mô tả chung chung kiểu như là sẽ đem lại trải nghiệm tuyệt vời, khách hàng sẽ hoàn toàn hài lòng về dịch vụ. Và chính cái điều này làm khó phân biệt với các đối thủ cạnh tranh. Thì thuộc tính thứ tư là không thể tìm kiếm. Thì bởi vì dịch vụ nó chỉ là một cái hiệu suất và nó thường không thể xem trước hoặc kiểm tra trước khi mua hàng. Thì ở đây có một ví dụ là chẳng hạn như khi mình bị ốm và cần tìm một bác sĩ, giả sử mà mình chưa có thông tin hay là sự trải nghiệm trước đó thì rất khó để bạn tìm được bác sĩ cho bạn trải nghiệm dịch vụ như kỳ vọng. Cuối cùng là không thể đoán được về mặt tinh thần. Thì các dịch vụ thường phức tạp, đa chiều và khó để nắm bắt tinh thần khi mà mình chưa tiếp xúc trước, chưa quen hoặc do thiếu kiến thức hay là do dịch vụ đó nó khó, rất khó để diễn giải. Thì giống như mà khi mình mua bảo hiểm y tế hoặc là bảo hiểm ô tô ấy, thì lần đầu mình mua thì
mình sẽ chưa biết được cái cảm giác về lợi ích mà bảo hiểm mang lại, và chắc chắn sẽ tồn tại suy nghĩ là có đáng để mua cái này hay không. Tiếp theo thì chúng ta có bước quản lý lời hứa dịch vụ. Thì có lẽ là chúng ta đã quá quen với khái niệm về quản lý lời hứa dịch vụ rồi. Hoặc mình có thể hiểu đơn giản theo nghĩa đen là lời hứa của doanh nghiệp về một dịch vụ đó. Và điều này nó sẽ ra một vấn đề nghiêm trọng nếu các công ty không quản lý được truyền thông tiếp thị dịch vụ, những lời hứa của nhân viên bán hàng, quảng cáo và dịch vụ nhân sự không đạt được như những gì đã hứa. Thì điều này đôi khi xảy ra bởi vì phần của công ty đưa ra lời hứa thiếu thông tin cần thiết để thực hiện tuyên bố chính xác. Và điều này nó sẽ làm cho khách hàng có một trải nghiệm và ấn tượng không tốt về dịch vụ. Chính vì vậy nên là chúng ta cần phải quản lý tốt về các lời hứa dịch vụ. Thì mình có lấy một ví dụ, đó là vào thời điểm bắt đầu mùa hè năm 2019 này, thì nhu cầu những chuyến bay tăng cao, có thể nói đây là mùa cao điểm. Thì hãng hàng không Vietnam Airlines để đảm bảo về dịch vụ của mình thì đã đưa ra lời hứa là sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối về chất lượng dịch vụ 4 sao đến với mỗi khách hàng. Kèm theo đó là các quy trình chính sách giải quyết sự cố bất ngờ nhằm để khách hàng trải nghiệm dịch vụ không những được như ngày thường mà còn tốt hơn thế. Thì đây là một ví dụ cũ thôi, nhưng nếu giả sử mà thời điểm hè năm 2019, nếu mà chúng ta vô tình có nhu cầu sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Vietnam Airlines và không được trải nghiệm dịch vụ như đúng lời hứa, ví dụ như bị delay chuyến bay đi, thì có phải là sẽ có một ấn tượng rất xấu và giảm niềm tin vào hãng hàng không? Thì đó là lý do mà tại sao chúng ta cần phải quản lý các lời hứa dịch vụ. Và tiếp theo thì mình qua phần quản lý kỳ vọng của khách hàng. Thì ở phần này thì chúng ta có một cái công thức cũng khá là quen thôi. Đó là công thức để tính được sự hài lòng của khách hàng. Đó là sẽ bằng dịch vụ khách hàng thực tế nhận được trừ đi sự kỳ vọng của khách hàng đối với dịch vụ đó. Nhưng mà là kỳ vọng của khách hàng thì làm sao mà có thể quản lý? Thì thực ra quản lý kỳ vọng tức là nắm bắt được kỳ vọng của khách hàng, và từ đó theo công thức chúng ta sẽ cố gắng cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội để vượt lên trên sự kỳ vọng của khách hàng. Và để làm được điều này thì doanh nghiệp cần phải thực hiện ít nhất 4 yếu tố. Hân qua slide giúp mình. Thì đầu tiên chúng ta phải biết là khách hàng coi trọng điều gì. Rõ ràng với khách hàng ngay từ đầu, hay thì ở đây chúng ta có thể hiểu là ấn tượng đầu tiên với khách hàng á, và là biết rõ những gì mà các đối thủ đang cung cấp trên thị trường, và đặc biệt đó là phải luôn giữ lời hứa với khách hàng. Hân qua slide. Thì ở dưới đây là quy trình để mà chúng ta có thể quản lý các kỳ vọng. Thì mình có tóm tắt nó lại thành 3 phần. Hân quay slide giúp mình. Thì thứ nhất đó là thiết lập các kỳ vọng. Như là sử dụng các câu đệm với sự cảm thông, hiểu được các ưu tiên, hứa ít làm nhiều. Thứ hai đó là quản lý kỳ vọng. Thì ở bước này chúng ta sẽ giám sát quy trình thiết lập kỳ vọng, báo cáo và phản hồi với khách hàng. Thứ ba đó là gây ảnh hưởng đến kỳ vọng. Thì chúng ta sẽ giáo dục khách hàng và sẽ đưa ra một cái khẳng định chắc chắn và dành lòng tin với khách Thì tiếp theo đó là quản lý giáo dục khách hàng. Thì để dễ hiểu chúng ta cần phải nắm trước là giáo dục khách hàng là gì. Thì chúng ta có một thuật ngữ trong marketing đó là educate consumer. Thì educate consumer được hiểu đơn giản là giải thích cho khách hàng về lợi ích họ có được khi sử dụng một dịch vụ sản phẩm nào đó. Thì chiến lược tiếp thị này thường được dùng cho các dịch vụ sản phẩm mới mà người tiêu dùng chưa biết tới. Các công ty sẽ sử dụng chiến lược mang trải nghiệm tới người dùng và xây dựng quảng cáo có nội dung giáo dục khách hàng để giới thiệu giá trị thật của dịch vụ hay sản phẩm, và qua đó thì tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng. Thì mình có một ví dụ như là ở Việt Nam thì Educate Consumer
là thuật ngữ tiếp thị được sử dụng nhiều từ những dự án khởi nghiệp, chẳng hạn như là trong lĩnh vực hàng không luôn đi, thì để tạo ra một thị trường, trước tiên công ty phải giáo dục khách hàng về nhu cầu của họ. Các vé giá rẻ hoặc không đồng được tung ra nhằm đưa đến trải nghiệm về dịch vụ cũng như kích cầu cho những lần sau. Xong đó thì hãng hàng không còn mang khái niệm du lịch giá rẻ đến với gần với những người dùng bằng nhiều bài viết trên truyền thông để giới thiệu về du lịch từ nơi chốn đến việc đặt phòng, đặt vé máy bay. Và cuối cùng thì đó là phần quản lý truyền thông tiếp thị nội bộ. Thì quản lý tiếp thị truyền thông nội bộ thực chất là việc nhà quản trị marketing phát triển một chiến dịch marketing dài hạn hướng tới thị trường nội bộ trong doanh nghiệp. Chiến dịch này có sự tương đồng và phù hợp với chương trình marketing nhắm với thị trường bên ngoài, gồm với các khách hàng và các đối thủ cạnh tranh của công ty. Và nó có những vai trò chủ yếu là xây dựng văn hóa và củng cố giá trị của tổ chức, doanh nghiệp, tạo luồng thông tin xuyên suốt, giữ chân nhân tài, đẩy mạnh dịch vụ khách hàng. Thì mình có thể hiểu marketing nội bộ là chiến lược phát triển mối quan hệ giữa các nhân viên trong nội bộ tổ chức. Thì khi áp dụng chiến lược này thì nhân viên có những quyền hạn nhất định và họ sẽ biết cách kết hợp để tạo ra và lưu hành những nhận thức mới về tổ chức. Những nhận thức mới này sẽ tạo ra thách thức đối với những hoạt động nội bộ cần phải được thay đổi để thích ứng với chất lượng của những mối liên hệ trên thị trường. Vậy là mình vừa tổng quát xong 5 cách tiếp cận chính để vượt qua kênh thông tin những dịch vụ. Thì bây giờ mình cùng đi qua để tìm hiểu về phương pháp tiếp cận. Thì đầu tiên là phương pháp tiếp cận dịch vụ và giải quyết tính vô hình. Thì để tiếp cận tính vô hình, chúng ta có hai phương pháp căn bản, đó là thứ nhất đó là quảng cáo và các chiến lược truyền thông khác truyền đạt rõ ràng các thuộc tính và lợi ích của dịch vụ cho người tiêu dùng. Thứ hai đó là các chiến lược được thiết kế để khuyến khích giao tiếp truyền miệng. Thì về cái đầu tiên thì cái này chắc hẳn là các bạn cũng biết đến rồi, nên là mình không đào sâu thêm. Tuy nhiên là ở chiến lược để thiết kế khuyến khích giao tiếp truyền miệng thì có những chiến lược cơ bản như sau. Đó là marketing bằng tin đồn. Thì ở đây mình có thể gọi là boom marketing. Thứ hai là marketing lan truyền. Thứ ba là marketing cộng đồng. Thứ tư là marketing sắp đặt và là marketing trên trang cá nhân. Và đặc biệt hơn đó thì chúng ta đang sống trong thời đại là kỹ thuật số phát triển, thì chúng ta có một chiến lược mới không thể bỏ qua, đó chính là digital marketing. Thì cái này mình đã học nhiều trong môn quản trị marketing hay là thương mại điện tử rồi, nên là chắc mình cũng chỉ nhắc đến thôi. Và ở trong bản dịch của chương có phần thông tin chi tiết về chiến lược mobile advertising, chìa khóa cho tương lai kỹ thuật số. Thì bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể vào bản dịch của nhóm mình để đọc nha. Tại mình sợ là giải thích thêm thì nó sẽ hơi dài và phần này thực ra mình cũng biết rồi, nắm được rồi á. Thì tiếp theo á, để tìm hiểu sâu thêm về các chiến lược quảng cáo để phù hợp với phương pháp tiếp cận đó, thì mình mời các thầy và các bạn đến với phần trình bày tiếp theo của bạn Hân. Dạ, em xin chào thầy và các bạn ạ. Em là Nguyễn Châu Gia Hân và em sẽ tiếp tục phần trình bày của bạn mình. Thì em xin được phép tiếp tục trình bày phần các chiến lược quảng cáo và dịch vụ phù hợp với lại thuộc tính vô hình của dịch vụ và tập trung vào sản phẩm hữu hình liên quan đến dịch vụ. Rồi, những cái khó khăn và thách thức đặt ra của dịch vụ có tính vô hình thì ở đây em sẽ có những cái tác động của tính vô hình đối với cái hành vi mua của khách hàng như sau. Đó là khách hàng khó hình dung ra được dịch vụ, khách hàng khó thử trước khi mua, khách hàng khó đánh giá được cái chất lượng của dịch vụ và có thể thông qua thương hiệu để đánh và giá cả để có thể đánh giá được những cái chất lượng của dịch vụ. Và cuối cùng đó là tìm kiếm những cái tư vấn của người quen và người bán hàng. Thì đối với các doanh nghiệp thì những cái thách thức này được đặt ra để có những cái cách giải quyết như sau. Đó là các cái chiến lược quảng cáo phù hợp với thuộc tính vô hình của dịch vụ. Thì đầu tiên đó là tính em có 5 loại thuộc tính vô hình. Thứ nhất đó là tính tồn tại phi thực tế. Thứ hai là tính trừu tượng. Thứ ba là tính tổng quát. Thứ tư là
tính không có khả năng tìm kiếm, và thứ năm là khả năng tinh thần. Thì ở cái thuộc tính đầu tiên đó là cái thuộc tính tồn tại phi thực tế, thì em sẽ đặt tên, cái người ta đã đặt tên cho cái chiến lược quảng cáo này đó là đại diện vật lý. Thì nó nôm na ra là những cái là có thể đưa ra cho khách hàng những cái sản phẩm hữu hình mà khách hàng có thể nhìn thấy được và cảm nhận được cái sản phẩm đó của cái dịch vụ. Thì ví dụ giống như là những cái chỗ giống như là Vietcombank, sorry, là cái ngân hàng, là thầy và các bạn sẽ đến đó và sẽ thấy được là những cái quầy giao dịch, rồi những cái trang trí nội thất thiết kế, thì sẽ cảm thấy an tâm hơn phần nào đó về cái dịch vụ của ngân hàng. Cũng giống như là mình đến mình nộp tiền vào ngân hàng thì họ sẽ để những cái máy để họ đếm tiền ngay trước mắt của mình. Tiếp theo đó là tính thuộc tính, tính trừu tượng. Thì chiến lược quảng cáo ở đây đó là tiêu thụ dịch vụ. Thì chúng ta có thể nắm bắt hiện thời những cái khách hàng điển hình được hưởng lợi từ dịch vụ và gợi lên những cái vấn đề cụ thể. Rồi tiếp theo đó là tính tổng quát, thì có ba cái chiến lược quảng cáo liên quan đến tính tổng quát là hệ thống tài liệu về hiệu suất và biểu diễn dịch vụ. Thì về cái hệ thống tài liệu đó là gây lại một cách khách quan năng lực của hệ thống vật lý bằng cách hiển thị các dữ kiện và số liệu. Tiếp theo đó là về tài liệu về hiệu suất, thì có thể ghi lại các cái trích dẫn về tài liệu thống kê về hiệu suất tích cực trong quá khứ. Thì ví dụ giống như là em sẽ có giống như là những cái công ty du lịch, họ có thể thống kê ra được là cái lượng khách mà đến với lại công ty của họ trong năm đó là bao nhiêu khách hàng, doanh thu là bao nhiêu và tăng bao nhiêu so với lại cái năm cùng kỳ năm ngoái chẳng hạn. Thì họ sẽ có những cái số liệu giống như vậy để khách hàng có thể tin tưởng hơn vào cái dịch vụ của họ. Tiếp theo đó là biểu diễn dịch vụ, tức là mình sẽ trình bày một cái câu chuyện sinh động về một cái vấn đề cung cấp dịch vụ thực tế có liên quan đến một thuộc tính dịch vụ quan trọng. Cái thuộc tính thứ tư đó là không có khả năng tìm kiếm, thì là về sẽ có hai cái, đó là về tài liệu về hiệu suất và tài liệu tiêu thụ. Thì cái tài liệu hiệu suất có thể trích dẫn hiệu suất được kiểm toán độc lập, và tài liệu tiêu thụ thì có thể thu thập và trình bày bằng lời chứng thực của khách hàng. Mà nói nôm ra ra là các bạn có thể hiểu đó là giống như là cái lời feedback của khách hàng dành cho cái sản phẩm dịch vụ của cái doanh nghiệp, của cái công ty của mình, về cái những cái dịch vụ đó nó tốt thì nó có tốt hay không, và những cái người khách hàng kia họ có thể sẽ thấy được những cái điều đó và sử dụng cái dịch vụ của mình. Cuối cùng đó là cái khả năng tìm kiếm, khả năng tinh thần. Thì mình có hai cái chiến lược quảng cáo, đó là phần quy trình dịch vụ, tức là mình sẽ trình bày một cái bộ phim tài liệu sống động về cái quy trình dịch vụ từng bước. Thì giống như là ở những cái công ty về giáo dục, những cái công ty về giáo dục trực tuyến đó, mới đây đó, thì người ta sẽ làm những cái video để mà người ta có thể giới thiệu cho khách hàng những cái bước để mà mình có thể học ở với lại với người ta, và những cái bước mà người ta có thể tiến hành những cái dịch vụ đó. Còn cuối cùng đó là cái lịch sử tình huống ở trong cái thuộc tính khả năng tinh thần, đó là trình bày lịch sử các trường hợp thực tế và những gì công ty đã làm cho một cái khách hàng cụ thể nào đó. Thì như các bạn đã thấy thì ở đây là mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái hình, đó là thứ nhất là cái hình của Sài Gòn Tourist, thì họ đang dẫn khách hàng đi và họ chụp lại những cái hình này để chứng minh một điều là họ có đông khách hàng để tìm kiếm đến cái dịch vụ của họ. Và cái hình thì sẽ biểu rõ được cái việc là khách hàng có những cái dịch vụ kèm bên ngoài, ví dụ giống như là mũ nón này, hay là về những cái là trang phục của cái dịch vụ của họ đưa ra. Và bên cạnh đó là cái hình về về cái hình về nhà hàng. Thì khi mà những cái người khách này đến thì nhân viên phục vụ rất là tươi cười niềm nở, và những cái người khách của họ rất là vui vẻ khi mà sử dụng cái dịch vụ ở đây. Thì với lại những cái nhà hàng mà có những cái hình ảnh như vậy thì thật khách sẽ cảm thấy rất là an tâm về cái dịch vụ của họ. Tiếp theo là mình sẽ nói về cái chiến lược, đó là tận dụng mạng xã hội. Thì là mạng xã hội là một cái phương tiện truyền thông xã hội giao tiếp tương tác giữa các khách hàng trên internet thông qua những cái mạng xã hội giống như là Twitter, YouTube hay là Facebook, thì đang trở thành một cái cách để người dùng có thể trao đổi thông tin với nhau. Thì quảng cáo mạng xã hội là một trong những phương pháp marketing được nhiều cá nhân hoặc là doanh nghiệp sử dụng và đã rất thành công trong việc là quảng bá cái sản phẩm dịch vụ của mình, thì đến đông đảo các khách hàng trong nước và ngoài nước. Thì bởi vì mạng xã hội giúp các doanh nghiệp truyền tải được cái thông tin đó nó nhanh chóng, tiết kiệm được cái nguồn chi phí đầu tư, là có khả năng tiếp cận được khách hàng rất là hiệu quả. Thì
Quảng cáo mạng xã hội á, nó không giới hạn về cái số lượng và thời gian đăng tải nội dung, cho nên là vì vậy mà các cái thông tin có thể được đề cập liên tục, rồi sự thay đổi và làm mới nội dung thường xuyên trên mạng xã hội của doanh nghiệp thì có thể thu hút được cái sự chú ý của nhiều khách hàng cho theo dõi hơn nữa. Và nhờ cái hệ thống internet này thì các cái thông tin về sản phẩm dịch vụ của đơn vị kinh doanh về cái dịch vụ đó thì họ có thể nhanh chóng được truyền tải đến đông đảo với các khách hàng ở trên toàn cầu, trong nước và trên toàn cầu. Thì tuy nhiên là trong khi sử dụng mạng xã hội thì cái phương thức quảng bá thương hiệu và quảng cáo sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp thì cũng nên được thiết kế cái những cái trang web riêng bên cạnh những cái mạng xã hội. Thì vì khi bạn làm quảng cáo những cái sản phẩm dịch vụ rộng rãi trên mạng xã hội thì tâm lý của khách hàng á, người ta sẽ luôn muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái thông tin của cái doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ đó, rồi mới xác định là có nên sử dụng cái dịch vụ đó hay không. Thì việc mà mình trích dẫn một cái nội dung nào đó trên cái mạng xã hội và chèn link của website bên dưới sẽ giúp cho khách hàng truy cập vào cái website của mình dễ dàng thêm tham khảo thêm những cái nhiều cái ý kiến khác nữa. Và khi khách hàng cảm thấy thỏa mãn về cái nhu cầu thông tin của họ về cái dịch vụ của mình thì họ sẽ hoàn toàn yên tâm để liên hệ để mà mình có để họ có thể dễ dàng sử dụng những cái dịch vụ đó. Thì ngoài ra thì đó cũng là một cái cơ hội để mà mình giới thiệu thêm nhiều sản phẩm dịch vụ khác mà mình đang kinh doanh ở trên cái website đó. Thì ví dụ giống như là có những cái doanh nghiệp họ đã sử dụng Facebook để họ có thể truyền tải được thông tin đến với khách hàng dễ hơn thông qua những cái chạy quảng cáo và họ sẽ truyền tải những cái quảng cáo về dịch vụ của họ trên Facebook. Và mới đây nhất thì những cái mạng xã hội là TikTok thì họ sẽ dùng những cái video để có thể truyền tải được cái quảng cáo dịch vụ của họ phù hợp với lại cái tính vô hình của cái tính dịch vụ của họ để truyền tải lên cái mạng xã hội TikTok, là họ nêu ra được những cái mạng những cái điểm mạnh của cái dịch vụ của họ để mà khách hàng có thể nắm bắt và ghi nhớ những cái thông tin đó nhiều hơn. Thì tiếp theo đó là cái chiến lược quảng cáo đó là nhắm đến người có sức ảnh hưởng là influencer, thì là các công nghệ đang cải tiến hiện tại cho phép các công ty xác định những người có ảnh hưởng trực tuyến là những các cá nhân có nhiều kết nối hơn với người khác và do đó có nhiều khả năng ảnh hưởng đến những người khác về dịch vụ. Thì ví dụ như là gần đây nhất thì có là cái tập đoàn Viettel thì họ cũng đã sử dụng cái mạng xã hội TikTok để họ có thể truyền tải được tới với thông tin với khách hàng về những cái sản phẩm của họ nhiều hơn thông qua cái hashtag là Viettel công cộng, thì để cho nhiều người người ta có thể biết được cái thông tin dịch vụ của họ đang cung cấp và đồng thời cũng có thể nắm bắt được khi mà muốn sử dụng cái dịch vụ đó của Viettel. Thì gần đây nhất là những cái dịch vụ liên quan đến dịch bệnh thì Bộ Y tế cũng đã sử dụng cái mạng xã hội TikTok này cũng để lan tỏa được những cái mong muốn của Bộ Y tế đến với lại người dân thông qua cái mạng xã hội TikTok này để mà người ta có thể dễ dàng nắm bắt được nhiều hơn. Và tiếp theo đó là về cái quảng cáo tạo ra những cái bình luận chia sẻ những cái câu chuyện vì tại vì nó rất là hài hước, độc nhất và hấp dẫn. Những cái quảng cáo này thì rất là hài hước, đáng nhớ và sống động. Thì với bạn các bạn có thể nhìn vào cái bức hình ở đây, đó là cái bức hình của McDonald's, thì nó có để là Please do not eat the billboard, tức là xin đừng có ăn cái bảng quảng cáo này. Thì tức là người ta đang nói đến là cái sản phẩm của họ ở trên cái bảng quảng cáo này nó rất là ngon và đừng có quá thèm mà ăn luôn cái bảng quảng cáo này. Thì có rất là nhiều người người ta đi ngang cái quảng cáo này và người ta cảm thấy rất là mắc cười, người ta chụp hình lại và đăng lên mạng xã hội Twitter để có tạo ra được một cái câu chuyện, một cái bình luận chia sẻ ở trên Twitter. Thì người ta đã bình luận là McDonald's đã có một cái chiến lược quảng cáo để mà nhiều người tiếp cận hơn vô trong cái sản phẩm của McDonald's về burger, và có nhiều người cũng thông qua cái sản phẩm này để người ta vào người ta biết được thêm về cái sản phẩm của McDonald's, nó càng ngày nó càng in vào tâm trí của khách hàng về dịch vụ của họ hơn. Tiếp theo là cái chiến lược quảng cáo về dịch vụ phù hợp với tính vô hình, đó là cái khách hàng hài lòng trong giao tiếp. Thì cái lời chứng thực của về quảng cáo về mô phỏng các khách hàng sử dụng dịch vụ thực tế, mô phỏng các giao tiếp cá nhân giữa mọi người, do đó là một cái cách để đáng tin cậy để truyền đạt các lợi ích của dịch vụ. Thì khách hàng nó luôn có những cái
rủi ro trong cái những cái luôn cảm thấy những cái rủi ro ở trong cái quá trình sử dụng dịch vụ, giống như là tôi đến đây ăn có được ngon không, hay là tôi sử dụng dịch vụ này có tốt hay không, tại vì khách hàng không thể nào biết được trước được cái dịch vụ của mình nó như thế nào, cho nên họ sẽ luôn cảm thấy đắn đo và cảm thấy rủi ro ở trong cái dịch vụ của mình. Thì như các bạn đã biết là cái chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao thì nó có một cái dịch vụ rất là tốt ở cái phòng chờ, đó là khách hàng có thể ngồi đó và chờ, trong lúc chờ thì chúng ta có thể làm nails rồi gấp hạt, xếp hạt, ăn kem miễn phí, hay là nhân viên phục vụ thì rất là chu đáo, niềm nở, phục vụ khách hàng rất là tận tình, và có những cái màn nó miễn phí, giống như là về tráng miệng nè, hoặc là nước miễn phí, và bên cạnh đó là có những cái mà muốn mì để cho khách hàng có thể trải nghiệm được cái ẩm thực tốt nhất mà họ có thể đem lại. Thì đây là một trong những cái rất là quan trọng trong cái quá trình giao tiếp của khách hàng đối với cái dịch vụ đó. Bởi vì là cung cấp dịch vụ là quan tâm đến cái việc là dịch vụ đó nó được nó được diễn ra như thế nào, cho nên là những cái yếu tố hữu hình giống như là nhân viên hay là những cái đó để có thể tiếp xúc được với khách hàng, thì rõ ràng là cái hệ thống đó, nếu như mà cái nhân viên phục vụ nó họ phục vụ tốt thì cái dịch vụ của họ sẽ được đánh giá cao hơn, mặc dù là cái mức chi phí của Haidilao nó không hề rẻ như là các hàng lậu khác, nhưng mà cái để khách hàng chọn đến với cái dịch vụ của Haidilao đó là vì nhân viên phục vụ và những cái dịch vụ kèm theo bên ngoài, mà nó là những cái dịch vụ vô hình. Và tiếp theo đó là những cái tạo ra những cái lời truyền miệng thông qua các mối quan hệ của nhân viên. Thì những cái doanh nghiệp luôn đặt ra là những cái chiến dịch để mà nhân viên có thể đi truyền miệng cho những người khác để sử dụng cái dịch vụ của cái doanh nghiệp của họ. Ví dụ giống như là họ sẽ đặt ra là hoa hồng, hoặc là những cái phong trào cần nhân viên hợp tác ở trên những cái mạng xã hội, để mà có thể từ bạn bè của nhân viên và sử dụng cái dịch vụ của nhân viên của họ. Thì như các bạn đã biết là có một cái marketing, đó là marketing truyền miệng về truyền thông tuyển dụng. Thì có những cái doanh nghiệp họ dùng cái việc là marketing truyền miệng của họ, cái việc tuyển dụng của họ để mà họ có thể thu hút được những cái người xem khác biết được cái dịch vụ của họ đang cung cấp là gồm có những cái gì ở trong cái đó, chứ thực ra là họ sẽ không có những cái tuyển dụng như là họ đã đăng tuyển, hoặc là có nhưng mà là một số ít chứ không phải là nhiều như những cái bài đăng của họ. Thì ở đây mình có một cái ví dụ giống như là trong sách, đó là cái Interactive Imagery của cái hãng Travelers, tức là cái họ, thì cái hãng Travelers này nó có một cái hình ảnh tương tác và của họ đó là cái cây dù. Thì khi mà khách hàng nhìn vào cái cây dù này thì họ biết được đây là cái hãng Travelers và họ sẽ tương tác với lại cái hãng này. Họ sẽ có những cái nhận định đúng và những cái tương tác đúng với lại cái hãng này, và họ nhận định đây là một cái hãng tốt nhờ những cái hình ảnh tương tác như thế này. Cái tiếp theo đó là tập trung vào cái hữu hình liên quan đến cái dịch vụ. Thì một cách để mà các nhà quảng cáo có thể làm tăng cái hiệu quả của truyền thông dịch vụ là làm nổi bật lên các điểm liên kết liên quan đến dịch vụ, chẳng hạn như là trưng bày cục đá cẩm thạch của ngân hàng, hoặc là thẻ tín dụng vàng bạc platinum để có thể tăng lên cái phần uy tín. Thì việc hiển thị các mối liên hệ cung cấp manh mối này thì về bản chất của dịch vụ thì giống như là nó là một cái bằng chứng hữu hình được xem là một cái môi trường vật chất của cái công ty dịch vụ. Thì trong đó dịch vụ được tạo ra làm tăng trưởng những cái yếu tố hữu hình của dịch vụ. Thì trong kinh doanh dịch vụ thì các nhà quản trị nên tìm kiếm những cái sự bù đắp của cái yếu tố vô hình thông qua việc cung cấp những cái hình ảnh vật chất để có thể có được một cái sự định vị của cái thương hiệu của mình đối với cái niềm tin của khách hàng. Thì bên cạnh đó là sự gia tăng về các sản phẩm phụ, ví dụ như là bằng chứng là những cái thiết kế như là bên ngoài, bên trong văn phòng là ngoại thất, nội thất, các trang thiết bị, cách bài trí, phong cảnh, môi trường, cùng với lại những cái vật chất hữu hình khác giống như là ấn phẩm nè, danh thiếp, poster, trang phục nhân viên hay là trang web của công ty, nó sẽ uy tín thì khách hàng sẽ lựa chọn cái dịch vụ của mình nhiều hơn. Thì bằng chứng hữu hình cho thấy cái việc định vị của một cái công ty dịch vụ tạo ra những cái hỗ trợ hữu hình đối với những cái dịch vụ được mong đợi. Thực tế là trước đây các ngân hàng á thường dựng các cái văn phòng ở bên ngoài tiền sảnh của các cái cao ốc để có một cách rất là đẹp
công phu và trang hoàng thì nhằm tạo ra một cái cảm giác về niềm tin và sự vững chắc. Thì ngày nay các cái ngân hàng đã đầu tư nhiều vào cái việc xây dựng thương hiệu trang trí, kiến thức cho nhân viên, thiết kế nội thất, đồng phục và lựa chọn những cái màu sắc của công ty nhằm củng cố hình tượng của mình đối với lại cái suy nghĩ của khách hàng. Ở đây thì mình sẽ có những cái ví dụ giống như là tất cả các ngân hàng tại Việt Nam thì họ luôn có những cái mức hạn thẻ giống như là vàng, mức hạn thường, mức hạn vàng, bạc, platinum thì sẽ có những cái dịch vụ đi kèm theo những cái mức hạn thẻ đó, ví dụ như là những cái dịch vụ ưu đãi về lãi suất, về cái số tiền phải trả cho một cái lần đi mua hàng, hoặc là họ có thể sử dụng nhiều cái dịch vụ khác tùy theo cái mức hạn thẻ. Và tiếp theo đó là cái giống như là công ty bảo hiểm, thì các công ty bảo hiểm như là công ty bảo hiểm Nhân Thọ, công ty bảo hiểm AAA thì họ sẽ đưa ra những cái gói lựa chọn cho khách hàng về cái công ty bảo hiểm của họ, mặc dù là mình không thể thấy được cái lợi ích trước mắt của cái công ty bảo hiểm đó, nhưng mà mình có thể mua được những cái gói dịch vụ đó và nhân viên sẽ tư vấn cho mình là nếu như mình mua thì mình sẽ có được những cái lợi ích nào trong cái gói đó, và nó sẽ có những cái ưu đãi về giá cả, về chính sách cho mình. Thì cái điều đó cũng là một cái để tập trung vào cái tính hữu hình liên quan đến cái dịch vụ bảo hiểm này. Thì như các bạn đã thấy là ở trong sách mình sẽ có một cái club là câu lạc bộ Seria, thì thay vì là họ sẽ kêu gọi những cái đóng góp, những cái việc là quyên góp từ thiện, thì thay vì họ chỉ nói là một cái công ty này là cái công ty về môi trường, thay vì chúng họ chỉ nói là cái môi trường này là cần phải được cải thiện, cần phải được sử dụng nhiều cái yếu tố hơn là liên quan đến con người, là con người phải đóng góp nhiều hơn, thì thay vì họ chỉ nói về cái môi trường không như vậy thì họ lại sử dụng một cái cách, đó là họ sẽ nói thẳng vào cái vấn đề, đó là mình cần phải tránh xa cái thủy ngân để đừng có bị ảnh hưởng đến bà bầu và em bé như cái hình các bạn đang thấy đó. Thì họ đánh vào cái việc là hữu hình, đó là bà mẹ và em bé không không muốn bị ảnh hưởng bởi cái thủy ngân của cái môi trường, cho nên là cần phải hành động một cái gì đó. Thì phần trình bày của em đến đây là hết, và tiếp theo là em xin mời đến phần trình bày của bạn Thục Anh ạ. Chào thầy và các bạn, em là Thục Anh, em sẽ tiếp theo phần quản trị lời hứa và dịch vụ. Thì nó quản tiếp theo đi không? Thì theo quản trị lời hứa dịch vụ là những gì mà nhân viên làm không thể được tiêu chuẩn hóa và cần có sự phối hợp để quản lý những cái lời hứa đó, và sự phối hợp này có thể được thực hiện bằng cách tạo ra các thương hiệu dịch vụ mạnh mẽ và bằng cách phối hợp tất cả các truyền thông tiếp thị của công ty. Thì chúng ta thứ nhất sẽ đi vào là cách tạo ra một cái thương hiệu dịch vụ lớn mạnh. Tiếp theo đi không? Theo ông Leonard Perry, thì một chuyên gia về xây dựng dịch vụ thương hiệu, nhấn mạnh rằng thương hiệu đóng vai trò rất là đặc biệt trong các công ty dịch vụ. Thương hiệu lớn mạnh cho phép khách hàng hình dung và hiểu rõ hơn về sản phẩm vô hình. Khi mà khách hàng mua dịch vụ của các công ty có thương hiệu lớn mạnh, uy tín sẽ giúp khách hàng cảm thấy yên tâm, giúp giảm những cái rủi ro về tiền bạc, xã hội, an toàn của dịch vụ đó. Mà những cái rủi ro này rất khó để được đánh giá trước khi sử dụng hay mua cái dịch vụ này. Ví dụ như là khi sử dụng các cái dịch vụ du lịch lữ hành, thì thường người ta sẽ chọn các cái dịch vụ của công ty mà có uy tín hàng đầu như là Sài Gòn Tourist, vì khi sử dụng của dịch vụ của các công ty có thương hiệu lớn thì sẽ giúp cho họ giảm thiểu về những cái rủi ro tiền bạc và xã hội. Và ngược lại với việc xây dựng thương hiệu cho hàng hóa, thì xây dựng thương hiệu cho dịch vụ đó chính là cả công ty, và trọng tâm của việc tạo thương hiệu là nhận thức, ý nghĩa và tài sản của công ty. Ví dụ như là các công ty như Disney World hay là Starbucks, Facebook đều tập trung truyền thông và thông tin công ty họ hơn là các dịch vụ riêng lẻ mà công ty đó cung cấp. Do đó thương hiệu trở thành phương pháp tích hợp truyền thông tiếp thị của công ty. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào mô hình xây dựng dịch vụ thương hiệu của Berry. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào là tài sản thương hiệu. Tiếp đi không? Tài sản thương hiệu là những giá trị mà thương hiệu mang đến cho khách hàng và những đối tượng liên quan. Tuy tài sản thương hiệu là khái niệm ra đời sau so với khái niệm về các dạng tài sản khác nhau, nhưng lại là loại tài sản có giá trị và ý nghĩa nhất đối với mỗi loại doanh nghiệp.
tài sản thương hiệu của một công ty có thể lớn gấp nhiều lần so với các giá trị tài sản khác, và tài sản thương hiệu sẽ thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Thứ hai là về nhận thức thương hiệu. Nhận thức của thương hiệu chính là mức độ quen thuộc và khả năng ghi nhớ của khách hàng, mục tiêu đối với sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp muốn nhắm tới. Nhận thức không nhất thiết là khách hàng phải có khả năng nhớ đến một cái tên thương hiệu cụ thể, đôi khi chỉ là cảm giác về sự thân thuộc và bắt gặp của khách hàng sẽ nhanh chóng nhận ra sản phẩm thương hiệu quen thuộc và quyết định mua hàng. Ví dụ là trong đầu bạn đang muốn tìm một loại bánh ưa thích trong siêu thị, nhưng bạn khó có thể đọc tên hay trình bày với nhân viên siêu thị, nhưng chỉ cần đi lướt qua sản phẩm, bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra dựa trên cái sự thân thuộc của mình về cái sản phẩm đó, về như dụ như là về bao bì, màu sắc và những gợi nhớ về hương vị này nảy lên trong suy nghĩ của bạn. Về thứ ba là về ý nghĩa của thương hiệu. Ý nghĩa của thương hiệu là những gì ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí của khách hàng khi tiếp xúc với một thương hiệu. Chính nhận thức của khách hàng, những ấn tượng về sự liên kết của thương hiệu đã mang lại cho thương hiệu đó một ý nghĩa đặc biệt đối với khách hàng. Ý nghĩa thương hiệu được chia làm hai nhóm là brand performance là những gì mà thương hiệu thể hiện, và brand imagery là những gì mà khách hàng cảm nhận về thương hiệu. Thứ tư là giới thiệu thương hiệu của công ty. Giới thiệu thương hiệu của công ty có thể nói là cách truyền thông thông tin mà công ty kiểm soát thông tin để cho khách hàng thấy được những gì, những thông tin đó. Truyền thông này là cách công ty muốn miêu tả hình ảnh của mình thông qua quảng cáo của mình, thông qua quảng cáo của chính mình và những cơ sở vật chất dịch vụ và sự xuất hiện của các nhà cung cấp dịch vụ. Thứ năm là không thể kiểm soát được truyền thông thương hiệu ra bên ngoài. Truyền thông qua đi không? Truyền thông thương hiệu bên ngoài có thể ảnh hưởng đến cả nhận thức và ý nghĩa của thương hiệu. Nhận thức của thương hiệu có thể không chỉ bắt nguồn từ giới thiệu thương hiệu mà còn từ truyền thông thông tin của công ty. Sáu là trải nghiệm khách hàng với công ty. Trải nghiệm của khách hàng là cảm nhận của khách hàng khi tương tác với doanh nghiệp, bao gồm việc xem thông tin trên website, nói chuyện với nhân viên tư vấn, họ đến những cảm nhận khi sử dụng sản phẩm dịch vụ. Tất cả những điều đó sẽ tác động tới cảm xúc của khách hàng và quyết định họ có trở lại hay không. Theo Philip Kohler thì sự hài lòng của khách hàng là mức độ cảm xúc của một người qua kết quả so sánh thu được từ việc tiêu dùng sản phẩm dịch vụ với những kỳ vọng của chính họ. Mức độ hài lòng phụ thuộc sự khác biệt giữa kết quả nhận được và sự kỳ vọng. Ví dụ như là khi một bạn đến một khách sạn 5 sao, trước khi bạn đặt chân vào phòng thì trong não bạn đã hình thành đến những kỳ vọng ban đầu như là phòng phải sang trọng, cái giường nó phải sao, bồn tắm nó phải như nào. Những kỳ vọng này chính là những tưởng tượng mà ban đầu bạn vẽ ra về dựa trên những hồi tưởng ký ức. Khi bạn đã đi một khách sạn 5 sao nào đó hay xem những hình ảnh về các khách sạn 5 sao trên internet, nếu như những gì xảy đến với bạn khi đặt chân vào phòng thấp hơn kỳ vọng thì lúc này sẽ cho bạn một cảm giác thất vọng, đồng nghĩa với việc là trải nghiệm của khách hàng tệ. Điều này sẽ lý lại cho việc ở cùng một cái cùng với việc là một cái giường kêu cò kẹt khi nằm. Nhưng nếu ở khách sạn 2 sao thì bạn sẽ thấy là bình thường, nhưng ở khách sạn 5 sao thì sẽ khiến bạn nổi điên. Và thứ hai là chúng ta sẽ đi vào phối hợp truyền thông bên ngoài. Một trong những khía cạnh quan trọng và nhân này thách thức của việc quản lý hình ảnh thương hiệu liên quan đến việc phối hợp tất cả các phương tiện truyền thông bên ngoài để gửi đến thông tin khách hàng. Nhiệm vụ này trở nên khó khăn hơn trong những năm gần đây thì bởi vì đây là một cái bởi vì một xu hướng đáng chú ý gia tăng trong các phương tiện truyền thông mới là không chỉ những phương tiện truyền thống như là quảng cáo, website công ty, xúc tiến bán hàng, quan hệ tiếp thị trực tiếp, bán hàng cá nhân đang gia tăng, và cũng có nhiều hình thức phương tiện truyền thông hiện có sẵn cho các nhà tiếp thị, phương tiện truyền thông xã hội, biển báo kỹ thuật, blog, điện thoại di động, quảng cáo, nhiều hình thức quảng cáo trên internet và ngày càng sử dụng sản phẩm, vị trí trong phim, các truyền hình đều làm phức tạp mà mục tiêu phối hợp các thông điệp. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào quảng cáo. Quảng cáo là hình thức tuyên truyền được trả tiền để thực hiện việc giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng. Quảng cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người, mà trong đó người muốn truyền đạt phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin. Và vì quảng cáo được trả tiền, các nhà tiếp thị sẽ kiểm soát các khiếu nại, vị trí và thời gian quảng cáo. Quảng cáo trên internet đã trở thành một phần lớn trong ngân sách quảng cáo của các công ty và nên được đồng bộ hóa với các phương tiện quảng cáo truyền thông. Như vậy là ví dụ như là chiến dịch quảng cáo vô giá rất thành công của Mastercard đã được liệt kê ba hoặc bốn mặt hàng hữu hình và giá của chúng theo sau là lợi ích khách hàng
chính là sự vô giá. Và chiến dịch là một ví dụ về sự tích hợp mạnh mẽ vì nó linh hoạt, mang lại thông điệp thương hiệu phù hợp và cũng thích ứng tốt với các phương tiện truyền thông, kênh thanh toán và thị trường khác nhau. Thứ hai là xúc xúc tiến bán hàng, là tập hợp các biện pháp có thể làm khách hàng mua ngay, mua nhiều hơn, tăng lượng bán hàng ngay lập tức nhờ cung cấp được các lợi ích vật chất hay tinh thần bổ sung cho người mua, bao gồm các ưu đãi ngắn hạn như phiếu giảm giá, phiếu bảo hành, chiết khấu và các hoạt động kích thích khách hàng mua mua hàng và tăng chi tiêu cho phương tiện truyền thông. Ví dụ là khi mua hàng ở các ở siêu thị, điện máy, chợ lớn thì bạn sẽ được tặng một cái voucher 700 với thời hạn là trong vòng 1 tháng, thì khi quay trở lại mua thì bạn sẽ được giảm giá khi mua các mặt hàng mà trong cái voucher đó nó quy định. Thứ hai là quan hệ công chúng, thì bao gồm các hoạt động xây dựng hình ảnh công ty thuận lợi với công chúng của công ty thông qua việc công khai quan hệ với phương tiện truyền thông, tin tức và các sự kiện cộng đồng. Như là chiến dịch chống Ebola của Google, chiến dịch PR của Google là về sự bùng phát của virus Ebola vào năm 2014 đã lây lan giữa nhiều quốc gia và cướp đi sinh mạng của nhiều người, để giúp đỡ những người mà có nhu cầu, những gia đình, những ai mà có nhu cầu về xây dựng hình ảnh thương hiệu tích cực. Google đã khởi động một chiến dịch quyên góp cam kết tặng $2 cho mỗi đô la quyên góp thông qua trang web của mình. Chiến lược quan hệ công chúng này đã giúp Google thu hút sự chú ý của truyền thông và đem lại thành công vang dội khi Google huy động được 7,5 triệu đô la. Thứ tư là tiếp thị trực tiếp, là hoạt động của các doanh nghiệp tạo ra để thu hút sự chú ý của khách hàng một cách trực tiếp, và tiếp thị trực tiếp giúp xây dựng và phát triển mối quan hệ của khách hàng và doanh nghiệp, bao gồm việc sử dụng thư, điện thoại, fax, email và các công cụ để giao tiếp trực tiếp với những người tiêu dùng cụ thể để nhận được phản hồi trực tiếp. Rồi cuối cùng là bán hàng cá nhân, là quá trình giao tiếp, trao đổi, tương tác trực tiếp, trong đó nhân viên bán hàng cố gắng thuyết phục khách hàng tiềm năng của mình mua sản phẩm dịch vụ của công ty hoặc hỗ trợ cung cấp thông tin tư vấn nhằm tạo thiện cảm, xây dựng một mối quan hệ tốt, từ đó tạo cơ hội bán hàng trong tương lai. Và phần tiếp theo là bạn Thiệp sẽ thuyết trình. Thưa thầy và các bạn, em là Lê Văn Thiệp, bây giờ em xin tiếp theo sở phần thuyết trình. Cụ thể các phương pháp tiếp cận để quản lý kỳ vọng của khách hàng thì các chiến lược hiệu quả nhất để quản lý kỳ vọng của khách hàng thì đó là đưa ra lời giới thực tế, đảm bảo dịch vụ cung cấp, đưa ra các lựa chọn và có dịch vụ giá trị theo từng cấp, truyền đạt các tiêu chí và mức độ dịch vụ hiệu quả. Thì đầu tiên em sẽ đối với thực hiện lời thế và những kỳ vọng mang lại các dịch vụ ảnh hưởng đến đánh giá của họ về chất lượng. Kỳ vọng càng cao thì dịch được cung cấp càng phải coi là chất lượng cao, thì do đó việc đưa ra lời hứa về bất kỳ khía cạnh nào của việc cung cấp dịch vụ thì thích hợp khi những khía cạnh này sẽ thực sự được chuyển giao. Nó là điều cần thiết để một hệ tiếp thị hay là bán hàng của một công ty hiểu chính xác các cấp độ cung cấp dịch vụ trước khi đưa ra lời hứa. Nhiều công ty sẽ hy vọng là tạo ra nhận thức để cho khách hàng của họ rằng là dịch vụ của họ chất lượng cao bằng cách tuyên bố nó qua truyền thông tiếp thị, nhưng mà chiến lược này có thể sẽ bị phản tác dụng khi mà dịch vụ thực tế không thể đáp ứng được như những lời mà công ty đã hứa hay trong quảng cáo. Nên các công ty chỉ nên hứa hẹn những gì có thể và không cố gắng làm cho các dịch vụ trở nên hấp dẫn hơn thực tế. Ví dụ như là việc cung cấp dịch vụ kịp thời hay chất lượng dịch vụ công ty đã cam kết thì sẽ khiến khách hàng nghi ngờ về cung cấp dịch vụ của khách hàng và sẽ thất vọng và chuyển sang dịch vụ của công ty khác. Với đảm bảo cung cấp dịch vụ thì đảm bảo dịch vụ là những lời hứa chính thức được đưa ra với khách hàng trước các khía cạnh của dịch vụ mà họ sẽ nhận được. Ví dụ như dịch vụ cung cấp dành cho khách hàng thì sẽ giúp cho hỗ trợ cung cấp sản phẩm, đặc biệt là trong những trường hợp gặp vấn đề sản phẩm vấn đề như là lỗi sản phẩm không đảm chất lượng hay thiếu đơn. Thì do đó đây sẽ là tiêu chí quan trọng trong việc khách hàng đánh giá và lựa chọn có quay lại với nhà cung cấp đó hay không. Việc lựa chọn ưu đãi đó là một cách để thiết lập lại kỳ vọng cung cấp cho khách hàng các lựa chọn, các khía cạnh của dịch vụ có ý nghĩa, chẳng hạn như là thời gian và chi phí. Ví dụ như là một nhà tâm lý học lâm sàng tính phí cho mỗi giờ khám bệnh của ông ta là $100 mỗi giờ, thì việc đó có thể cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn giữa việc tăng giá $100 mỗi giờ và giảm số phút. Với sự lựa chọn đó thì khách hàng có thể chọn khía cạnh của sự đánh đổi là thời gian hoặc là chi phí.
họ đưa nhất cho họ, rồi đưa ra lựa chọn đó sẽ củng cố khách hàng của ông ta qua này. Và tiếp theo sẽ là cung cấp dịch vụ giá trị cao bậc. Các công ty đã quen với việc cung cấp các phiên bản sản phẩm khác nhau của họ với giá cả tương xứng với giá trị mà khách hàng cảm nhận được. Ví dụ như là các công ty tín dụng cung cấp các dịch vụ theo các giá trị như American Express có nhiều hướng mức độ dịch vụ thẻ tín dụng dựa trên loại dịch vụ được cung cấp, như là thẻ xe cung cấp các tính năng dịch vụ cơ bản nhất, thẻ vàng thì sẽ có thêm các lợi ích bổ sung, và thẻ đặc sim thì còn nhiều lợi ích và dịch vụ hơn thế nữa. Hai ưu điểm của dịch vụ theo cấp độ như sau. Một là thực tiễn đặt gánh nặng lựa chọn mức độ dịch vụ cho khách hàng, do đó làm quen với khách hàng với các kỳ vọng dịch vụ cụ thể. Hai là công ty có thể xác định khách hàng nào sẵn sàng trả giá cao hơn cho mức độ dịch vụ cao hơn, để cơ hội để thiết lập kỳ vọng một cách chính xác để xuất hiện khách hàng nhận quyết định tại thời điểm mua hàng. Khách hàng có thể được nhắc nhở về các điều khoản của thỏa thuận nếu họ yêu cầu hỗ trợ cao hơn mức trong hợp đồng. Tiếp theo là truyền đạt các tiêu chí và mức độ dịch vụ hiệu quả. Thì đôi khi các công ty có thể thiết lập các tiêu chí để khách hàng đánh giá dịch vụ. Hãy xem xét một khách hàng doanh nghiệp mà đầu tiên mua dịch vụ nghiên cứu thị trường thời gian, bởi vì nghiên cứu thị trường là một dịch vụ chuyên gia nào có tính chất tin cậy cao mà khách hàng khó đánh giá. Hơn nữa, hiệu quả của loại hình dịch vụ này khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu mà khách hàng mang lại cho dịch vụ. Thì trong tình huống này, một nhà cung cấp dịch vụ có thể dạy cho khách hàng các tiêu chí để đánh giá dịch vụ. Nhà cung cấp truyền đạt khách hàng một cách đáng tin cậy để có lợi thế hơn trong định hình quá trình đánh giá. Qua này. Và tiếp theo em sẽ đến với các phương pháp tiếp cận để quản lý truyền đạt cho khách hàng. Thì gồm có các phần, đó là chuẩn bị cho khách hàng theo cung cấp dịch vụ, xác định hiệu suất theo cơ chuẩn và kỳ vọng, và làm đó kỳ vọng cho bán hàng. Thì đầu tiên là chuẩn bị cho khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ. Qua phần liên này. Thì em sẽ đến một tình huống như sau, đó là một người trong số các khách hàng thì trong một chuyến bay trở về từ Singapore Airlines đã bỏ qua việc gửi đến cảnh báo của hãng hàng không rằng các chuyến bay trở lại Hoa Kỳ phải được xác nhận 24 giờ sau tiến bộ. Khi đến sân bay về để trở về nước thì người đã được nhường lại người hành khách khác, người mà đã tuân yêu cầu xác nhận của hãng hàng không. Thì phụ thuộc vào quan điểm thực hiện thì chúng ta có thể kết luận rằng công ty hãng hàng không đó hay là khách hàng đặt tay ngay trong tình huống này và chấp nhận đó thuộc với ai để bảo rằng khách hàng thực hiện đúng vai trò của họ. Thì trong tình huống đó thì các công ty có thể chấp nhận tình huống như vậy bằng cách chuẩn bị cho khách hàng các quy trình dịch vụ, và các công ty có thể chuẩn bị khách hàng thường xuyên, thậm chí là mọi bước cho các hoạt động tiếp theo mà khách hàng cần thực hiện. Hay với một nhóm khác như là khách hàng của dịch vụ tư vấn quản lý mua được những lợi ích vô hình, hiệu quả tiếp thị, động lực làm việc và thay đổi văn hóa. Thực tế là các công ty mua các dịch vụ này thì chỉ ra rằng là họ không biết thực hiện chúng một mình. Nhiều khách hàng cũng sẽ không biết phải tìm kiếm gì trên đường đi để đánh giá sự tiến bộ. Trong tư vấn quản lý của các tình huống phức tạp khác thì nhà cung cấp hiệu quả chuẩn bị cho khách hàng về quy trình dịch vụ và tạo ra tổ chức cho khách hàng. Khi bắt đầu hợp đồng, công ty tư vấn quản lý thiết lập các kiểm tra trong suốt quá trình. Tại thời điểm đó thì tiến bộ sẽ được đánh giá và đến các khách hàng thiết lập các mục tiêu để hoàn thành dự án. Thứ hai là xác nhận hiệu suất theo tiêu chuẩn và kỳ vọng. Thì các nhà cung cấp dịch vụ đôi khi cung cấp dịch vụ ngay cả khi dịch vụ yêu cầu rõ ràng nhưng không thành công để thông báo cho khách hàng những gì đã hoàn thành. Các nhà cung cấp này dừng lại thiếu công nhận cho các hành động của họ khi họ không củng cố các hành động bằng thông tin liên lạc về việc thực hiện yêu cầu. Tình huống này có thể xảy ra với một nhiều các điều kiện, như là khách hàng không thể đánh giá hiệu quả của một dịch vụ, người ra quyết định mua dịch vụ là một người khác và những người sử dụng dịch vụ được thực hiện nằm ngoài tầm nhìn của khách hàng. Khi khách hàng không thể đánh giá hiệu quả của dịch vụ thì thường là do họ thiếu kinh nghiệm hoặc dịch vụ mang tính kỹ thuật cao
nhà cung cấp có thể không truyền đạt được các hành động cụ thể giải quyết các mối quan tâm của khách hàng, thì các hành động này có thể là có sức đối với khách hàng dễ hiểu, một khách hàng dễ hiểu. Nhưng tình huống này, nhà cung cấp dịch vụ có thể cải thiện nhận thức bằng cách chuyển các hành động thành các thực tế thân thiện với khách hàng hơn. Người ta quyết định mua dịch vụ khác với người dùng thì sự khác biệt lớn về mức độ hài lòng có thể tồn tại với những người quyết định và người dùng. Ví dụ như là trong việc mua các sản phẩm về dịch vụ công nghệ thông tin trong một công ty, người ta quyết định có thể là giám đốc thông tin hoặc là một người nào ở vị trí chính trị đưa ra quyết định mua hàng và hiểu dịch vụ. Nhưng nếu người dùng không tham gia vào quá trình mua hàng, họ có thể không biết những gì đã được hứa và thế là không hài lòng với dịch vụ đó. Nên là có kỳ vọng và cuối cùng là làm rõ các kỳ vọng sau khi bán hàng, thì khi dịch vụ liên quan đến sự phân chia giữa bán hàng và việc xác định rõ kỳ vọng của khách hàng sẽ giúp bộ phận hoạt động của công ty điều chỉnh việc phân phối với kỳ vọng của khách hàng. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tránh việc khách hàng thất vọng trong tương lai bằng cách làm rõ cho khách hàng những gì đã hứa khi chuyển giao được kiện từ bán hàng đến các hoạt động. Và phần xuất hành ở đây là hết, em nhận lại phần nhất trình cho bạn Quyền. OK, bạn tiếp theo trình bày thì mình trình bày gọn thôi nhé, không có đọc như bạn nhé, những điều chỉnh thôi. Thầy và các bạn, em xin tiếp tục phần trình bày về các phương pháp tiếp cận để quản lý tiếp thị truyền thông nội bộ. Qua đi ạ. Đó là gồm tạo thông tin liên lạc chiều dọc hiệu quả, tạo thông tin liên lạc theo chiều ngang hiệu quả, bán thương hiệu bên trong công ty, tạo giao tiếp hướng đến hiệu quả và gắn kết văn phòng hành chính và hỗ trợ nhân sự với khách hàng bên ngoài thông qua tương tác hoặc đo lường, và cuối cùng là tạo nhóm chức năng chéo. Em xin nói rõ trong từng phần. Qua đi không? Cái thứ nhất là tạo thông tin liên lạc theo chiều dọc, đó là các công ty cung cấp cho nhân viên tiếp xúc với khách hàng đầy đủ thông tin, công cụ và kỹ năng cho họ thực hiện tương tác với khách hàng một cách thành công nhất. Thứ hai là tạo thông tin liên lạc theo chiều ngang hiệu quả, đó là phối hợp giữa tiếp thị và hoạt động có thể dẫn đến thông tin liên lạc phản ánh chính xác việc cung cấp dịch vụ, do đó giảm khoảng cách kỳ vọng của khách hàng và việc cung cấp dịch vụ của thực tế. Qua đây không? Và cái thứ ba là bán thương hiệu bên trong công ty. Em sẽ lấy ví dụ minh họa, đó là ví dụ để thương hiệu trở nên sống động với nhân viên, để tạo ra một kết nối công suất mạnh mẽ giữa nhân viên và công ty, thì các nhân viên ở Southwest Airlines hoặc là được khuyến khích sống theo thương hiệu là bằng cách là ăn mặc lịch sự, nuối nang khi đưa hướng dẫn ở trên mặt đất và trên máy bay, và trang trí và thủ tục một cách lịch sự nhất. Mặt khác là Southwest Airlines còn kết nối nhân viên của mình thông qua việc chú trọng sự duyên dáng, trang phục lịch sự và giai điệu yên tĩnh. Cái thứ tư đó là việc tổ giao tiếp hướng lên cho hiệu quả, đó là em sẽ ví dụ là khi tương tác thực tế thì sẽ gặp khó khăn hoặc là không thể, thì một số công ty đó thực hiện cách là quay video khách hàng trong dịch vụ của họ, cơ sở vật chất trong quá trình mua và tiêu dùng của các nhu cầu và yêu cầu của khách hàng, và cho nhân viên hỗ trợ mà những người ở tuyến đầu cần phải đáp ứng sự mong đợi của khách hàng đó. Cái thứ năm là sự gắn kết văn phòng hành chính và hỗ trợ và sự hỗ trợ nhân sự với khách hàng bên ngoài thông qua tương tác hoặc đo lường, đó là việc có khách hàng làm việc, có nhân viên làm việc tại văn phòng hành chính sẽ không liên lạc trực tiếp với khách hàng, mà nhưng họ sẽ duy trì mối quan hệ thân thiết với nhân viên ở bộ phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, để thông qua đó để tương tác với nhau. Qua đây hả? Và cái cuối cùng là tổ các nhóm đa chức năng. Ví dụ em sẽ ví dụ cho các bạn hiểu là ví dụ nếu một nhóm đại diện dịch vụ viễn thông làm việc để cải thiện sự tương tác với khách hàng, thì những người làm việc tại văn phòng như kỹ thuật viên hoặc nhân viên đầu tổ, họ có thể trở thành một phần của nhóm, sau đó họ sẽ học cách yêu họ có yêu cầu và đặt ra mục tiêu để đạt được chúng cùng nhau,
và một cách tiếp cận trực tiếp rồi rồi thông tin liên lạc giữa các chức năng với nhau. Và em xin nói về các phương pháp để thu hẹp khoảng cách. Thứ nhất là triển khai các chiến lược truyền thông, tiếp thị, dịch vụ tích hợp xung quanh mọi thứ và mọi người gửi thông điệp hoặc tín hiệu. Thứ hai là quản lý kỳ vọng của khách hàng một cách hiệu quả trong suốt quá trình trải nghiệm. Thứ ba là phát triển cơ chế tiếp nội bộ để tránh hứa hẹn quá mức và đổ bổ vô hòn thành công. Và mục đích của phương pháp này là qua đây là mục đích của phương pháp này nhất là phương pháp này là để cho doanh nghiệp hiểu rõ mục tiêu hướng đến là gì. Thứ hai là cần phải hành động những gì để rút ngắn khoảng cách. Thứ ba là rút ngắn sự mong đợi của khách hàng và sự nhận thức của nhà quản lý. Và cuối cùng là rút ngắn khoảng cách giữa dịch vụ kỳ vọng và dịch vụ mong đợi. Thầy, là phần thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Ok, cảm ơn phần trình bày của nhóm. Thì thực ra chương này là một trong những cái chương cũng khá là quan trọng và các bạn cũng đã từng tiếp cận với lại là KIC em này ở trong một số IMC này trong một số các cái học phần, ví dụ như là về marketing căn bản rồi quản trị marketing và hôm nay là marketing dịch vụ. Tuy nhiên thì với cái góc độ marketing dịch vụ thì chúng ta tiếp cận nó với một góc độ nó khác hơn chút xíu. Mặc dù là như vậy nhưng mà các bạn, các thành viên ở trong nhóm đã trình bày cho chúng ta một số các cái nội dung của chương. Tuy nhiên thì chúng ta có thể tóm gọn lại cái nội dung của chương này, đấy chính là chúng ta cần phải làm rõ lên được cái vai trò và cái sự cần thiết của cái truyền thông tiếp thị tích hợp ở trong cái lĩnh vực về dịch vụ, để làm sao đó mà chúng ta sẽ làm giảm thiểu một cách thấp nhất những cái sự khác biệt khi mà chúng ta cung cấp dịch vụ và cái truyền thông của chúng ta nó có những cái khác biệt và nó dẫn đến những cái tác động trong cái cảm nhận về cái chất lượng dịch vụ của khách hàng. Thế thì để giải quyết cho những cái câu chuyện này thì như các bạn đã biết thì trong cái chương này họ sẽ sử dụng cái nền tảng lý thuyết, đó là cái tam giác về dịch vụ. Trong đó thì họ sẽ nhấn mạnh vào các cái vấn đề liên quan đến truyền thông để làm sao mà có thể chuyển giao cái dịch vụ nhằm đáp ứng được cái kỳ vọng của khách hàng. Và đối với lĩnh vực dịch vụ thì các bạn biết rằng là nó có một vài những cái sự khó khăn khi mà chúng ta làm truyền thông đối với dịch vụ so với những hàng hóa vật chất. Và cái khó khăn đầu tiên đó chính là cái khó khăn liên quan đến tính vô hình. Những cái thứ hữu hình chúng ta mô tả nó, chúng ta nói về nó thì nó đã khó rồi, bằng ngôn từ thì đã khó rồi, thì những cái thứ vô hình như là dịch vụ thì làm thế nào để mà cũng bằng những ngôn từ, bằng những cái kỹ thuật truyền thông để chúng ta có thể là làm cho nó trở nên hữu hình và dễ tưởng tượng, dễ hình dung hơn đối với khách hàng, thì nó lại là càng trở nên một cái câu chuyện thách thức rất là lớn cho những cái người làm truyền thông trong lĩnh vực về dịch vụ. Rồi ví dụ như là những cái khó khăn trong việc làm nào để mà quản lý cái lời hứa của mình, rồi trong cái vấn đề làm nào để mà quản trị cái trông đợi của khách hàng, đúng không? Như nhóm đã chia sẻ thì cái lời hứa của mình, cách quản lý của lời hứa của mình là cái câu chuyện mà mình làm từ phía cái chủ động từ phía mình, nhưng mà từ phía khách hàng, trong đội của khách hàng thì phải làm sao, cái vai trò của truyền thông nó đóng vai trò rất là quan trọng. Rồi educate cho khách hàng, rồi những cái truyền thông tiếp thị tích hợp nội bộ làm sao để mà trở nên mỗi một cái nhân viên có thể trở thành một cái đại sứ thương hiệu, một cái đại sứ về truyền thông, về truyền miệng cho cái thương hiệu của mình, cho cái dịch vụ của mình đến với khách hàng. Thì tất cả những cái điều đấy nó gói gọn trong những cái chiến lược như vậy. Và đối với mỗi một chiến lược, ví dụ như là chiến lược làm nào để mà tăng cái tính, để mà giải quyết được cái vấn đề vô hình trong cái truyền thông của tiếp thị, thì các bạn cũng đã nêu ra và mô tả. Như vậy tóm lại ở đây là các bạn sẽ xoay quanh những cái chiến lược năm cái chiến lược cơ bản, đó là chiến lược về làm nào để khắc phục cái câu chuyện là dịch vụ vô hình, làm nào để quản lý được cái lời hứa của mình, quản lý được cái trông đợi của khách hàng, giáo dục cho khách hàng và quản lý được cái truyền thông tiếp thị nội bộ. Thì đấy là năm cái vấn đề mà các bạn cần phải lưu ý trong cái chương này để chúng ta có thể xây dựng được một chiến lược tiếp thị cho cái lĩnh vực dịch vụ một cách phù hợp. Và chốt lại ở đây là gì? Dù cái chiến lược truyền thông của chúng ta như thế nào thì các bạn cũng phải xác định dựa trên cái tinh thần là cái định vị thương hiệu, cái định vị dịch vụ của mình là như nào cho cái nhóm khách hàng mục tiêu,
Với cái định vị đấy thì mình phải xây dựng các cái chiến lược truyền thông như thế nào để nó truyền đạt được đúng cái định vị của mình đến với khách hàng và tạo ra một cái expectation đúng với những gì mà mình mong muốn khách hàng có thể cảm nhận được. Và đấy là cái điều mà thầy muốn gút lại cho cái chương này, thay vì là các bạn sẽ đặt câu hỏi, bởi vì là chúng ta không có đủ thời gian để đặt câu hỏi trả lời nữa. 10 giờ 15 các bạn sẽ có khoảng cỡ 7 phút để các bạn nghỉ ngơi, xem lại bài vở, và khoảng 10 giờ 15 thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái phần review lại những cái kiến thức của hai cái chương mà các bạn vừa trình bày cho các bạn với 30 câu vào trong vòng 45 phút. Bây giờ các bạn tạm giải lao 7 phút để chúng ta bắt đầu làm bài.